Hôm nay mình ra vườn đó quý vị, mà mình thấy hoa nó nở quá trời luôn. Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ đổi cách quay một chút xíu, là mình sẽ quay từ cái góc vườn bên này qua cái góc vườn ở bên kia để quý vị xem có những cái hoa khác nhau. Thì trên màn hình đây là quý vị đang nhìn thấy cái này là hoa cẩm tú cầu, cái loại xanh trắng Annabella đó quý vị, là cái loại mà nó thích hợp cho cái vùng khí hậu lạnh của mình, tức là cái vùng khí hậu mà số 3, số 4 đó. Thành ra cái này mình có thể trồng nó thẳng xuống đất. Và quý vị thấy đây, nó bắt đầu nó ra những cái nụ nhỏ li ti. Đó, thì đây là cái bắt đầu của cái góc vườn của mình ở một bên. Và bây giờ mình bắt đầu mình sẽ đi một vòng cái góc vườn để quý vị xem. Thì mình cũng xin chia sẻ trước là bây giờ thì các loại mà hoa diên vĩ của mình nó nở hết rồi. Và bây giờ là bắt đầu những cái loại hoa gần giống như cúc. Thì quý vị thấy đây là hoa anh thảo nè, Evening Primrose. Và đây là cái nụ của nó đó quý vị. Cái nụ của nó có màu hồng đỏ như thế này. Và khi nó nở ra thì nó ra màu vàng như thế này. Hoa có 5 cánh, 4 cánh chứ hả? Đây quý vị thấy là có 4 cánh. Và ở giữa nó có cái nhụy. Thì cái Primrose này là có một cái loại hoa mà người ta thường người ta dùng cái hạt đó quý vị. Sau khi cái hoa nó nở xong thì nó có cái hạt. Thì cái hạt này đã được dùng để làm những cái thực phẩm chức năng rất là tốt cho phụ nữ. Thì nếu mà quý vị phụ nữ nào mà hay dùng cái thực phẩm chức năng thì chắc là khi mà nghe đến cái loại hoa anh thảo này thì chắc là biết. Đó, quý vị thấy nó ra nụ rất là nhiều không? Và khi quý vị thấy cái góc ở trong kia thì hoa nó ra rất là rộ ngay cái khúc này. Đó, quý vị xem thấy nó đã không? Cái loại này nó là tiếng Anh, nó là Evening Primrose, nên nó nở vào buổi chiều. Bây giờ là vào khoảng 5-6 giờ chiều ở khu vực của mình rồi quý vị. Nhưng mà ở khu vực của mình thì vào cái mùa này thì 8-9 giờ sáng, 8-9 giờ tối trời vẫn còn sáng. Nên bây giờ 5-6 giờ thì vẫn còn nắng và chim vẫn còn hót. Như quý vị thấy ở đằng sau lưng mình là có mấy cái chuồng chim đó, thì chim nó vẫn còn hót. Thì đây là hoa anh thảo mà mình vẫn hay gọi là dạ anh thảo, tại vì nó là evening, chiều nó mới nở. Thì đây là một trong những cái hoa, cái khóm hoa dạ anh thảo của mình nó nở. Nó chưa có nở hết như quý vị đã thấy. Và phía trước của nó thì mình có hoa cẩm tú, hoa này là hoa cẩm chướng đơn. Như quý vị thấy ở bên tay trái của quý vị á, là cái hoa nó mới nở nên nó đậm màu. Còn phía bên tay phải á, là cái cẩm chướng đơn nó nở đã khá lâu rồi nên nó bắt đầu nó bạc màu rồi. Và bên cạnh cái đám đó thì đây là mình có iris đó quý vị. Wabash iris cũng như là Siberian iris, thì tất cả cái này nó đều đã nở hết rồi. Đó, quý vị thấy Siberian iris bây giờ nó chỉ còn lại là những cái đọt như vậy thôi. Đó, và nếu mình quay được thì quý vị thấy có một con trùng trùng kim nó đang đậu ở đây nè. Đó, trùng trùng kim á. Và phía sau cái đám Siberian iris thì mình có cúc trắng. Cúc trắng bây giờ nó cũng đang bắt đầu hé nụ rồi quý vị. Cái đám này chỉ có một vài hoa thôi, nó bắt đầu hé nụ đây. Là cúc trắng. Ở dưới cái đám cúc trắng này thì mình có trồng một cái khóm hoa mặt trời và nó cũng đang nở. Này là hoa mặt trời nè. Bên cạnh cái hoa mặt trời đó thì mình có trồng mấy cái khóm hoa hoa bong bóng thì giờ này nó mới lên đó quý vị, nó chưa có hoa. Đây là hoa bong bóng đó. Rồi mình có tiếp đây là iris. Phía sau iris thì mình có cúc trắng. Cúc trắng của mình thì nó cũng cái đám này thì nó chưa có nở được hoa nào hết.
còn toàn là nụ không. Ở dưới này mình còn lác đác một vài cái hoa iris. Rực rỡ nhất trong vườn của mình hôm nay thì có lẽ là cái hoa cúc kim kê. Đây là cái bụi cúc kim kê này quý vị. Kim kê thì màu vàng cam đậm hơn là cái hoa dạ anh thảo. Dạ anh thảo thì màu vàng tươi. Cúc kim kê quý vị có thấy nó bắt đầu có một số hoa nó tàn, nó bắt đầu có đóng hạt rồi quý vị. Cái này là cái hạt của cúc kim kê nè. Nó cái hạt này trong này nó còn non lắm. À, mình khui ra cho quý vị xem cái hạt nó còn rất là non. Nếu mà quý vị mà muốn mà gây nhiều á thì quý vị để cái hạt này nó già lên á, rồi quý vị cắt, quý vị vứt vào đâu nó sẽ lên tại đó. Thì đây là cái hạt của cúc kim kê, bây giờ thì nó còn non lắm. Thì ở đây mình có nguyên một lô cúc kim kê luôn. Phía sau này đây thì mình có cúc trắng nè, trắng cũng còn nụ chưa có hé hết luôn. Và đây là cúc kim kê nữa. Phía sau này mình có cúc trắng và một khóm cúc kim kê nữa ở đây. Kế đó là mình có một lô cúc trắng này quý vị. Và dưới này thì là mình có hoa cẩm chướng đơn. Cái iris màu vàng của mình thì nó đã nở hết rồi. Và cái loại mà coreopsis moonbeam của mình thì bắt đầu nó ra nụ. Cái nụ của nó còn rất là nhỏ, li ti li ti li ti đây. Bụi hồng của mình thì cũng hoa hết rồi quý vị. Bên cạnh đây thì mình có Garden Fox. Garden Fox thì bây giờ nó chưa có hoa đâu. Ở đây là lác đác mình còn một số những cái hoa cúc kim kê nó mọc ở đây. Ở dưới này mình có cúc công chúa rồi quý vị. Cúc công chúa cũng mới có ra nụ thôi. Chắc cái này chắc phải một tuần hay hơn một tuần nữa nó mới bắt đầu nó nở hoa cúc công chúa. Trên đây thì mình có cúc trắng nữa. Mấy cái cúc trắng này nụ này chắc là phải vài hôm nữa nó mới nở. Ở giữa cái đám cúc trắng này mình có một cái đám anh thảo này quý vị.
nó mọc chen vào với cúc trắng của mình. Và thưa quý vị, đây cúc trắng bắt đầu nở. Ở cái hướng này nó có nhiều nắng đó, nên cúc trắng nó sẽ nở trước. Ở đây mình có khóm dạ anh thảo nữa. Thấy dạ anh thảo nở thấy đã không quý vị ha? Coi cái chùm bông quá à. Thấy dễ thương ghê không? Bên cạnh cái dạ anh thảo này thì mình có hoa mộc đơn peony. Peony bây giờ là tàn rồi quý vị. Cuối mùa rồi. Mấy hôm vừa rồi nó mưa to gió lớn quá là na peony của mình nó bị nát cánh hết. Và đây là cái đám cúc trắng của mình nè. Cái đám này như đã thưa với quý vị là ở chỗ vào cái chỗ mà nắng sớm á, thành ra nó nở. Cái bông cúc trắng rất là đẹp luôn. Đó, quý vị xem cái đám cúc trắng của mình. Rồi có mấy chú bướm. À, đây là hết một cái cạnh sau vườn của mình rồi đó quý vị. Qua bên góc bên này thì quý vị thấy ở dưới đất là mình bắt đầu mình có trồng cái hoa mặt trời. Hoa mặt trời nó mình ở đây. Bây giờ là mùa của nó đó quý vị. Nở hết luôn. Và đây là cái góc vườn của mình rồi. Tới được cái góc vườn bên kia rồi, ở đây là mình có một cái bụi hoa mai Mỹ. Là hết. Hết một cái, là mình đã quay quý vị hết đi từ một cái cạnh vườn này của mình tới một cái cạnh vườn kia của mình. Dọc theo cái bờ tường của mình á, cái bờ hè. Đó, hôm nay chia sẻ với quý vị tại ra vườn thấy hoa nó nở quá luôn. Thành ra quay một vòng chia sẻ với quý vị để quý vị nhìn sơ cái vườn bước ra của mình nó như thế nào. Đó, mình đứng từ góc vườn bên đây mình quay qua tới góc vườn bên kia luôn quý vị. Quý vị thấy cái hoa cúc kim kê nó nở rộ không? Thôi, cái video này mình quay vậy cũng khá dài rồi. Quý vị xem sơ sơ một cái cảnh của cái vườn nhà mình với những cái hoa nở rộ ngày hôm nay. Mình cảm ơn quý vị đã theo dõi. Và cuối cái video mình cũng quên chúc quý vị thật là nhiều sức khỏe và thật là nhiều may mắn trong ngày hôm nay. Mình sẽ phép quý vị mình dừng cái video ở đây và chúc quý vị và hẹn gặp quý vị ở những cái video kế.